chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt Vlog. Sáng hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2024. Chúng ta đang đi trên con đường Rin Nam Đế, phường 8 Đà Lạt. Cái đường này thì ngày xưa nó rất là buồn, tại vì nó nằm ở trong khu vực ở phường 8, nhưng mà ở trong cái hẻm. Nhưng bây giờ thì nó đã phát triển rất là mạnh, giờ nó nổi được cái đường Lý Nam Đế với cái đường Nguyễn Công Trứ. Nên là sau khi mà làm con đường thông thì cái đường Lý Nam Đế này phát triển rất là mạnh. Ở bên tay phải của con đường Lý Nam Đế này là cư xá đại học. Trước mặt chúng ta thấy cái dốc đi lên cư xá của trường đại học. Thì con đường Lý Nam Đế này bây giờ rất là nhiều nhà nghỉ, một số họ bán cái đất thì họ làm nhà nghỉ. Còn trước mặt chúng ta thấy một cái ngã ba này, cái con nhà, cái ngôi nhà mà đó, cái ngôi nhà mà thu mua phế liệu đó, thu mua phế liệu ngày xưa đó, ngôi nhà của một người mình cũng biết. Thì ngôi nhà này có một em bé học sinh lớp 11 đã tự tử ở trong nhà, và trải qua không biết là bao nhiêu năm không có ai tới ở đây được hết. Mọi người tới ở thì không có ở được, dù cho rằng ở không luôn. Bây giờ thì đã bán cho chủ mới. Con đường này nó để bây giờ toàn là biệt thự. Chúng ta thấy không, rất là đẹp luôn á. Ngày xưa cái khu vực này nó thê thảm lắm, nó buồn thiêu buồn thiểu thôi, mà bây giờ nó trở thành một cái khu vực gọi là tương đối đặc địa. Lý do là nó yên tĩnh, rất là yên tĩnh, mà nằm trên cái đồi cao nữa. Do vậy dân chúng họ qua cái khu vực này, nhiều người họ qua khu vực này họ mua đất, mua đai, và còn thêm một cái khu quy hoạch bên tay phải này nữa này, ngay chỗ chùa Linh Giác á, ngay chỗ tượng Phật chùa Linh Giác. Do vậy nó rất là yên tĩnh, khu vực chùa mà yên tĩnh lắm. Bây giờ là đa phần là người ta đi du lịch, người ta nghỉ dưỡng, người ta tới những cái biệt thự như thế này người ta ở. Nó trở về nó cũng không có cách xa thành phố Đà Lạt bao nhiêu hết, nó chỉ là từ đây ra tới trung tâm là khoảng chừng hơn 2 cây số là tới. Tại vì đi hết cái đường Lý Nam Đế này là nó tới đường Nguyễn Công Trứ rồi qua Phan Đình Phùng rồi. Do vậy nó cũng rất là gần. Là cái thứ hai nữa là chỗ này á, là nó có một cái làng hoa Hà Đông. Cái làng hoa Hà Đông này á là đã có rất là lâu rồi. Còn bên tay phải chúng ta đây là một cái chùa Linh Giác cũ này. Cái chùa này ngày xưa trong tất cả các chùa Đà Lạt thì chỉ có một mình chùa này cho xin xăm. Xin xăm ở trong cái dịp Tết á, do nó Phật tử họ tới đây cũng rất là đông. Ngôi chùa này thì cũ lắm rồi, nó phải tồn tại phải là mấy chục năm trời rồi. Từ trước giải phóng tức là năm 1950 mấy đã có cái chùa này rồi. Cái chùa này là chùa Linh Giác. Cái chùa Linh Giác này thì của những sư cô chứ không phải là của những sư thầy. Đây là cái làng hoa, là văn hóa làng hoa Hà Đông này. Đây là cái làng văn hóa đây. Ở cái làng hoa Hà Đông này thì ngày trước là trồng chuyên trồng dâu. Trồng dâu, dâu Đà Lạt á. Mà hồi xưa mình đi học ngang cái khu vực này á, hay nhảy xuống để mà hái dâu ăn á. Dâu hồi trước thì trái nó nhỏ lắm, không phải như dâu bây giờ. Đây là con đường nối liền của Lý Nam Đế với đường đường Công Trứ. Hồi trước ở chỗ này không có đường, nó chỉ một con hẻm nhỏ xíu, một đủ một người đi bộ thôi, đi Honda cũng được. Nhưng từ ngày mà mở cái khu quy hoạch ở trên chỗ chùa Linh Giác á, thì mới người ta mới phát triển thành một con đường này, thì rất là tiện lợi cho mọi dân chúng.
khi mà lưu thông từ Linh Giác đi qua, đi ra phố, bên này, bên này có những cái hàng quán rất là đẹp. Còn trước mặt chúng ta là nhà hàng Thảo Nguyên. Nhà Thảo Nguyên này cũng là một thời nổi tiếng vì dính vô vụ Sri Kadam của nhà cổ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và ca sĩ Hồng Phượng đã lên đây hát, và vì một làn sóng tẩy chay rất là mạnh đến với cái nhà hàng Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là bây giờ đổi tên là Hoàng Nguyên đó. Bây giờ chúng ta đã qua tới đường Công Trữ rồi. Cúp đường Công Trữ này thì mình giới thiệu nhiều lắm, tại vì mình ăn rồi cứ đi ngang qua cái đường này hoài mà, nên thích quay con đường này. Tôi thấy bữa nay là thứ ba, nhưng và ngày những ngày đầu tiên của học sinh đi nhập học lại, nhưng cái đường Nguyễn Công Trữ này nó vẫn có khách tấp nập hơn những cái đường khác. Những cái đường khác thì rất là buồn. Khách du lịch thì mùa này đi lên đây thì cũng rất là bất tiện, lý do là trời mưa. Như bây giờ là 12 giờ đêm trưa hoặc 1 giờ trưa đây mà trời nó âm u như thế này thì báo hiệu là chiều nay có một cơn mưa lớn. Trời thì mưa buổi chiều, nguyên cả một buổi chiều, buổi tối cũng có mưa, thì khách du lịch lên đây thì không có đi chơi được nhiều, chỉ đi chơi được một tí xíu buổi sáng mà thôi. Bên này là những cái vườn dâu của Đà Lạt. Còn trước mặt chúng ta là sân vận động Đà Lạt. Sân vận động Đà Lạt bây giờ đang xây dựng một công trình nhà thi đấu đa năng, cũng sắp hoàn thành rồi. Thì sau này chỗ này nó sẽ phát triển rất là mạnh nhờ cái sân vận động Đà Lạt. Nhưng mà nếu sân vận động Đà Lạt mà khi mà đội bóng tuyển Lâm Đồng á mà lên được giải chuyên nghiệp á, thì lúc đó là chỗ này mới phát triển mạnh, vì những cái đội bóng lớn của Việt Nam mình sẽ về đây thi đấu. Nhưng bây giờ thì đang còn ở hạng nhì. Đây là cái đường của khu quy hoạch Nguyễn Công Trứ. Khu quy hoạch Nguyễn Công Trứ này thì đa phần những cái người ở trong cái khu quy hoạch này là từ ấp Ánh Sáng, từ ấp Ánh Sáng. Có đường khu quy hoạch này nó chia làm hai mặt tiền, mặt trước và mặt sau. Mặt sau là nối với cái suối thoát nước của thành phố Đà Lạt ra tới hồ Cẩm Ly. Cái mặt sau thì không có phát triển. Không hiểu sao mặt sau này không phát triển, tại vì nó chỉ có một bên nhà thôi. Nhưng mà nói chung là đường còn rộng rãi, tại vì khu quy hoạch mới mà, do vậy người ta phải làm những cái đường nó rộng rãi. Đấy là đa phần là những dân ở ấp Ánh Sáng, mấy chỗ chợ được chuyển qua đây. Đó là trong cái lô quy hoạch này cũng là rất là đẹp nha. Hồi trước chỗ này là cái vườn rau, bây giờ người ta chuyển thành là khu quy hoạch ấp Ánh Sáng. Bên tay trái chúng ta là suối thoát nước của thành phố Đà Lạt ra tới Cẩm Ly. Hồi trước cái suối này nó nhỏ, do đó nó bị cống nó nghẹt hoài. Bây giờ thì cái suối được làm rất là rộng lớn rồi và đào sâu xuống nữa, do vậy nó thoát nước rất là tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ chúng ta tới đường Phan Đình Phùng rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà xem clip này. Hôm nay thì cập nhật tình hình thời tiết của Đà Lạt thì nhiệt độ bình quân khoảng chừng 22 độ và trời thì âm u muốn mưa. Học sinh đi học lại rồi, là mưa năm nào vậy, bắt đầu mùa học sinh đi học lại là đã muốn mưa. Đây là con đường Phan Đình Phùng này. Con đường này nói chung là phát triển, nếu mà nó trong cái giới làm ăn á thì người ta
đưa tin cho nhau là cái đường Phan Đình Phùng là một trong những cái đường